Xin chào anh chị khách hàng, hiện tại Giang đang ở một căn hộ thông minh của dự án Sài Gòn Entola. Thì hiện nay chung cư của chúng ta đã được bàn giao rồi. Và Giang muốn chia sẻ những cái thiết kế của căn hộ này và những cái bàn giao nội thất của căn hộ này. Nếu anh chị khách hàng nào có nhu cầu muốn thuê hoặc là muốn mua lại thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Thì cái căn của Giang đang ngồi là view trực diện ra phía bên ngoài đường Nguyễn Văn Linh anh chị khách hàng nhé. Thì đây nè, là trước mặt của anh chị, đây là trường Đại học Văn Hiến. Đó, ngoài kế bên trường Đại học Văn Hiến gần cái cụm trường tiểu học của chúng ta là gần nhất luôn nè. Rồi, bây giờ Giang sẽ chia sẻ tổng quan về cái căn hộ này cho anh chị khách hàng cùng xem qua ha. Thì từ ngoài bước vào á, thì chúng ta sẽ được bàn giao một cái hệ thống cửa lõi thép chống cháy, tích hợp khóa 3 tính năng, khóa vân tay, khóa từ và khóa cơ mọi người nhé. Bên tay phải, còn bên tay trái của chúng ta đây là hệ thống bếp, hệ thống tủ bếp. Thì chủ đầu tư họ bàn giao cho mình nguyên hệ thống tủ bếp này, có rất là nhiều cửa bếp mọi người nhé, cửa tủ. Thì mọi người có thể để rất là nhiều vật dụng trên cái cửa tủ của mình nè, đó, rất là nhiều ngăn cửa tủ luôn ha, rất là rộng và thoáng luôn nè mọi người. Rồi, rồi tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Thì trên cái tủ bếp dưới này, chỗ cái mặt bếp của chúng ta là lát gạch đá tự nhiên nha, nó rất là mát luôn nè mọi người sờ tay vào cực kỳ là mát luôn. Và bồn rửa hai chậu ha, bồn rửa hai chậu. Thì cái căn này là thiết kế cái dạng thông minh. Tại sao Giang nói thông minh thì một tí Giang sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì bây giờ Giang mời mọi người di chuyển vào cái phòng ngủ master ha. Phòng ngủ master của chúng ta nằm ở vị trí này nè mọi người. Thì phòng ngủ của chúng ta là có luôn một cái cửa sổ thông với cái phần lô gia ra bên ngoài nên nó cực kỳ là thoáng luôn. Và trong cái phòng ngủ này nó có một cái nhà vệ sinh trong này luôn mọi người nhé. Đây là không gian cái nhà vệ sinh của chúng ta nè. Thì trong nhà vệ sinh trang bị dường như là đầy đủ rồi. Thì bồn rửa mặt rồi bồn cầu đến từ thương hiệu Linat ha, rồi vòi sen, vòi tắm cũng thương hiệu Linat luôn. Ở trong đây thì lắp đặt gương soi đầy đủ và có cái ổ cắm điện ở đây luôn nè mọi người. Ổ cắm điện này có một cái nắp chụp ha, thì nó rất là an toàn ha. Rồi chúng ta cùng di chuyển bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến một cái phòng ngủ thông minh ha. Thì đây là một cái phòng ngủ thông minh, vừa là không gian làm việc, vừa là không gian để mình nghỉ ngơi luôn. Giang kéo ra cho mọi người coi. Đây là không gian của cái căn phòng ngủ chúng ta, phòng ngủ số 2. Và phòng ngủ này là phòng ngủ view bên ngoài, trực diện view cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người thấy không ạ? Đây có cửa sổ ha. Thì trong phòng ngủ này thì có lắp đặt luôn cho mình một cái bàn. Cái bàn này thì có cái gương soi trong này luôn mọi người nhé. Mọi người chỉ cần kéo cái bàn này ra, nó là sẽ trở thành một cái bộ bàn ha. Mình không sử dụng nữa thì mình đẩy lên như vậy. Đó. Rồi, tại sao ngủ mà không có giường đúng không ạ? Không phải là không có giường nha mọi người, có một cái giường nha. Cái giường này là lắp ghép. Mọi người chỉ cần kéo xuống như vậy nè, nó trở thành một bộ giường ha. Đó. Và chúng ta bỏ xuống, hạ xuống như vậy. Thì khi mà nghỉ ngơi thì cái giường này thì hiện nay là chưa có cái niệm, thì mọi người khi mà mua cái căn này về á, mọi người lắp cái niệm vào ha. Thì mọi người không sử dụng nữa, giống như ban ngày á mình không sử dụng giường ngủ thì mình đẩy lên. Đẩy lên như vậy mọi người. Và mình cầm cái chân này ha, mình đẩy lên. Mọi người đừng có để tay đây, coi chừng kẹp tay ha. Sẽ bị kẹp tay nên mọi người cầm cái chân nha. Khi mà đẩy lên tới đây mọi người cầm cái chân lại, đẩy lên là nó sẽ dính như vậy, nó trở thành một cái tủ luôn. Ở trên này nó có bốn cái ngăn tủ nha mọi người, để mọi người chứa mền gối chẳng hạn nè. Đó, rất là tiện lợi luôn. Và trong cái hộp tủ này nó có một hộp tủ nè mọi người, chứa được vật dụng ha. Rồi, và nó có cái điều đặc biệt á, cái chỗ cái vách ngăn này nè, nó tạo thành một cái không gian phòng ngủ. Nhưng mà mọi người muốn mở rộng cái không gian phòng khách á thì mọi người đẩy cái vách ngăn này vào, cực kỳ là hay luôn mọi người. Khi đẩy thì mọi người nắm chính giữa, mọi người đẩy nha, để nó an toàn. Đó, rồi Giang đẩy sát vô luôn. Rồi chúng ta sẽ có thêm một không gian phòng khách cực kỳ là rộng luôn mọi người. Đã không? Rất là thông minh ha, thiết kế này cực kỳ là thông minh luôn. Thì cái phòng khách của chúng ta có hai cái hệ thống cửa sổ nè mọi người ha, có luôn hai hệ thống cửa sổ cực kỳ là rộng luôn. Mọi người có thể tiếp khách ở đây, ban ngày thì mọi người cứ đẩy cái hệ thống cái phòng ngủ thông minh đó vào sát tường luôn, thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng khách cực kỳ là rộng và thoáng luôn. Và buổi trưa mọi người nghỉ ngơi á thì mọi người cũng không cần phải dỡ này xuống, mà chỗ cái sofa của chúng ta nè, cái sofa này bình thường thì mình ngồi ha, còn trưa mình nghỉ ngơi thì mình sẽ thiết kế trở thành một cái giường sofa, vừa là sofa vừa mọi người kéo nè, nắm cái chỗ này nè, người kéo ra ha, người kéo ra hết luôn nha, kéo ra hết luôn. Rồi sau đó mọi người nắm, mọi người kéo lên đây như Giang nè, rồi trở thành một cái giường
mình nằm ngủ luôn, rất là rộng đúng không ạ, rất là cực kỳ rộng luôn, rất là hay đúng không ạ. Thì mọi người không sử dụng nữa thì mình dỡ lên, mình đặt xuống, mình đẩy vào trở thành một cái sofa. Ở đây thì có luôn nguyên hệ thống tủ rượu, mọi người chứa rượu và những cái vật dụng cần thiết ha. Thì có bộ bàn cho mọi người luôn nè, bộ bàn ăn ha, bộ bàn ăn với 4 ghế như vậy. Không gian này tuy là cái diện tích nó không có lớn cho lắm, nhưng mà cái thiết kế là Giang cảm thấy nó cực kỳ là thông minh về cái thiết kế. Nó tạo không gian cho mình, chúng ta là sống trong một không gian cực kỳ là rộng luôn. Rồi, ở đây nó có một cái lô da luôn nha mọi người. Cái lô da lúc nãy Giang nói á, cái phòng không gian phòng ngủ chính á, thì nó sẽ thông ra cái phần lô da này. Thì cái phần khu vực lô da này sẽ lấy gió, ánh sáng, nắng vào trong cái căn phòng ngủ chính của chúng ta luôn. Cực kỳ là mát luôn mọi người. Thì đứng ở phần lô da này, Giang vẫn nhìn thấy cái trường đại học Văn Hiến. Không gian mình vẫn thấy trường đại học Văn Hiến mọi người nhé. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái khu vực phòng vệ sinh chung. Thì đây là không gian phòng vệ sinh chung. Thì lúc nãy từ cửa bước vào á, anh chị bên tay phải là thấy ngang phòng vệ sinh chung, nhưng mà Giang chia sẻ sau ha. Đó, thì nằm đây thì cũng bàn giao cho mình hệ thống gọi là bồn rửa mặt, bồn vệ sinh thương hiệu Lainas ha. Rồi vòi sen cũng đầy đủ luôn tất cả. Rồi, nếu anh chị nào có nhu cầu muốn thuê một căn hộ với tiện nghi đầy đủ nội thất như vậy, hoặc là muốn mua lại để sở hữu một cái nơi an cư vô cùng là trong lành tại khu vực phía sau trường đại học Văn Hiến, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ chọn cho mọi người một căn ưng ý mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người tại cái căn hộ tương lai mà mọi người an cư sau này. Xin chào mọi người.